Alo, vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Xin chào mừng làm chào anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ combo màu đỏ. Nhưng mà thấy méo là vừa mình lắp cái bộ combo màu đỏ vào thì cái con lục nó lại đổi màu. Cái tay Furigot nó đổi màu anh em ạ. Đen xì luôn. Hôm nay chúng ta đến với cái bộ M451S Red nha. May quá có thằng đồng đội, không mình đi xuyên quả ba thằng ấy chắc là hẹo rồi. Đây hôm nay mình test cái khẩu này. Hôm nay lắp vào tưởng là nó đẹp. Để xem nó có đổi màu đổi miếc thì không, lắp vào nó không đổi màu anh em ạ, nó vẫn màu thế. Có mất khẩu lục thì đổi màu, mới lắp với con dìu nữa. Cho nó màu đỏ cho nó đẹp, nhưng con dìu con lục hơi bẩn. con lục là có chức năng quả đặc biệt bắn như kiểu là slung ấy. HL này. Lâu lâu đổi gió là mấy khẩu M4 cho anh em coi chơi vậy. Đây nè. Quá tuyệt vời luôn. Mình bắn đằng kia 96 máu không chết kìa. Thế là đồ đổi ăn mất. Không sao, tuy là khẩu lục nó bẩn một xíu thôi nhưng mà bắn được. Khẩu này là nếu như mà nó không đổi màu ấy, nếu mà cầm vào cái tay con nhân vật khác là nó sẽ có màu đỏ tươi như của cái khẩu súng này luôn này anh em này. Cái khẩu M4 này. Nhìn trông rất là đẹp. Ôi giời ơi. Rồi ai trồng qua đất này? Không biết này. Ôi bàn thờ còn. Ôi giời ơi. Anh em thấy ghê chưa? Đừng có đùa với tôi bắn M4 kinh lắm đấy. Đâu thằng nữa nhỉ? Quá phê. Vẫn đi rào, cứ là rào vã. Tập này không sợ nhạy gì. Lâu lâu mới lại đổi sang cái map gọi là trạm vã 6 2.0. Cái map này bắn rất là thích nha, mình rất thích bắn map này nha. Cái map này thủ A, thủ B đều ngon luôn. Tại vì nó có nhiều cái chỗ loop anh em ạ. Nhiều cái lợi thế hơn ở các cái map trạm vã sóng kia. Hoặc là cái map trạm vã sóng CBS. Mày thủ hết nhà sao? Mày thủ hết nhà. Ôi giời ơi. Mỗi ván làm 3 mạng, 5 mạng này ấm quá nhờ. Quá mình sợ mình không dám ép láo. Mấy cái ván trước ép láo bỏ nó đông quá. Ô bọn này đéo dám đi rào luôn, bọn này thủ hết nhà luôn ạ. Rào lên đây. Đầu rào này, đi ra thằng này. Thằng tiến CF phải ngồi gì đấy, đi ra để người ta bắn. Ủa đông lắm. Ra bắn đi. Ui ôi, lô đục. Ui giời ơi. Mẹ mày chết cả chùm luôn kìa. Mẹ mấy thằng đồng đội nó cứ luôn ngồi lúc. Phí quá nhở. Quái mình mà ra mà mình hốt được mấy thằng nữa thì ngon. Ôi dồi ôi. Xong rồi đấy. Team tôi chán đấy nhở. Team tôi toàn 2V với 3V thôi anh em ạ. Mà đã thế này còn thoát hết chứ. Vào cái HL chơi vậy. Không đi rào đông quá. Đi đâu đấy? Đi đâu vội vàng thế? Đây rồi. Mẹ cuối rào nó đông lắm anh em ạ. Ôi giời ơi, của tôi chứ của ai. Ôi bắn phê thật. Khẩu M4 này cầm nó hơi kiểu cầm hơi tù anh em ạ. Khẩu M4 này cầm nó không như chan phong mơ. Mấy khẩu chan phong mơ, mấy khẩu VIP nó bắn ấy lắm. Nó bắn mềm mại lắm, khẩu này bắn cảm giác nó cứng vậy. Cảm giác cái khẩu súng nó không mềm ấy. Súng nó cứng đơ à. Mà nó không có một cái nhịp gì cả. Hay có lẽ là tại vì mình cũng hay bắn khẩu Transformer, mình quen tay sao bắn khẩu này đó. Delay cũng thấy hơi khoai. Ui đông. Đông bay còn hai thằng nữa cơ. Sao cái bọn này mình đi đâu nó cũng đi theo cùng ấy nhở? Bọn này xong đùa bịp à? Bọn này bịp mình à?
Mày đi đâu cũng thấy anh em kéo đàn kéo lũ ra theo mình luôn. Hay là lần đầu tiên mới được nhìn thấy Furigot. Hay lắm bạn ơi. Dốc bê vẫn còn luôn. Ôi bom rồi kìa, bom rồi kìa. Mít gần có một này. Méo ép luôn chứ. Thằng dốc bê nó cũng không lên luôn. Móc một này. Dưới góc tù B1 nữa này. Đây này, dưới góc tù này, dưới góc tù sân B này. Các nhìn má, cửa vẫn còn đông thế. Trời ơi, ăn 5 thằng với một thằng tạo trừ 89 rồi, gần 6 thằng rồi mà méo là vẫn thua anh em ạ. Má cái thằng đồng đội này. Bọn này sao nó cứ đi theo mình ấy nhỉ? Đi ra cái thằng này địt mệnh. Ghét thế nhở. Mà đi đâu nó cũng đi theo ta. Ôi làm clip mà test cái khẩu súng mà không yên anh em ạ. Rào khả năng có này. Nó có đi xong nó ép mình vào bờ tường. Cái thằng tiến tiến sẽ ép kìa. Mà nó cứ đi theo xong nó đéo bắn. Nó cứ che mặt mấy nó ép vào mình vào bờ tường. Ghét thật. Rào có này. Rào có phút này. Này ngồi đây là ăn chặt luôn này. Anh em mà có nghe thấy những cái tiếng ồn ở bên ở trong video thì anh em thông cảm nhá. Bên nhà bên kia người ta đang gọi là sửa chữa nhà cửa cho nên anh em thông cảm. Ôi dồi ôi, không biết gì luôn. Móc thẳng ở nhà luôn. Khẩu này nhìn thì cũng đẹp ấy. Nhưng mà bắn thì nó cũng gọi là được. Chứ nếu mà để nói ngon hẳn thì cũng không hẳn là ngon. Đấy bắn bình thường. Ồ. Mà sắp đôi luôn kìa. Ôi, bắn vu vơ kiểu sắp đôi luôn. Bắn xin khói đấy. Quả là không có chủ đích đâu, thấy muốn chữ đỏ thôi mà dã vào chết hai thằng luôn ạ. Ui 28 chết 3. Bỏ áp phê. Bên này. Ôi lại headshot kìa. Cửa. Ai. 30 mạng rồi. Ôi giời. Trời này tôi gánh kinh quá. Ở đâu ấy? Mắn cái méo gì đây? Trời ơi, phê chưa? Má đừng có đùa, đừng có đùa với tôi. Trời ơi. À đây này, đây. Lên đây. Lên nhà C4 này. Mã tôi 1C tôi đang dài anh em ạ. HL có này. Ô nó không lên nhà C4 à? C4 kìa, lên nhà đi kìa. Ô nó canh gì đây ta? Lên mẹ cái thằng này. Mẹ mày nghe phốt nó cứ mà nó đeo lên nhá. Mẹ bịp thật. Mẹ còn đúng 1C. Mẹ không làm nào được. Mà kiểu à, mình ngồi đấy mình sốt ruột đấy, còn một máu sợ hai thằng HL đi giạt vào nó nhìn thấy mình là đủ hẹo rồi. Đây cái thằng này này, mẹ sao đi đâu nó đi theo nhỉ? Ghét bắt đầu thấy ghét rồi đấy nha. Trời ơi. Mình phải đi lé lé bọn này ra chứ không toàn chết oan không. Trời ơi, C4 đây rồi. Rào qua em ta. Xe này. Đối thủ đây, cây C4 này anh em ạ. Đây là phút rồi. Hello. Thôi, cho đằng kia nó canh C4 ở đầu, đằng kia mình canh đồng này đẹp. Bắn chắc thôi. Má cánh gần 40 kin mà team vẫn đang gọi là 45, 54 này. Đây có thằng nữa này. Lên đây.
tịch tịch ngay đây này. Cháu ra lý nhở, chạy luôn à? Cái đùm má, nó nghe tiếng nó chạy rồi mà nó còn quay lại ạ. Má tí chết luôn. Trời ơi, ghê chưa? Anh em thấy tôi bắn ghê chưa? 39/4. Trời ơi, mẹ thằng top 2 với tôi 57 ạ. Mẹ hiểu kiểu gì luôn. Dao có này. Má thằng cái lúp kìa. Má rõ ràng nghe nhìn cái quả flash lao ra rồi mà đéo nghĩ nó lúp đấy. Check đéo thấy chữ đỏ đâu cả. Dao. Ai. Ủa, bắn đi kìa. Ô cái thằng này. Quả thằng này đơm được cái ngon. Ôi ôi, toang rồi. Ôi, thế mà vẫn liếm được thằng kìa. Ôi, 1C luôn. Ôi ôi, vẫn liếm được thằng nữa. Giỏi nhờ. Bà clear chăng? Lại sống dài thế. Ôi ôi, ôi vẫn còn một máu ạ. À. Mẹ điêu. Ảo thế nhờ. Không thành công, không thành công. Bắn 40 kim mà vẫn 65 không ạ. Đúng là team mình bắn hơi tệ. Ra rào được không? À, SWAT này, SWAT nó lên HL này. Nó ở mid ấy, SWAT ở mid. Rồi team mình lại làm sấp hết rồi. Hai thằng kia đi về, mẹ sao đi đâu cũng đi theo ấy nhở. Ép lên là cũng ép cùng, mẹ điêu thật. Đi ra nào. Khó chịu thật anh em ạ. Mà đi rồi cứ bộp 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 lộ phốt chứ. Mà sao nó đéo đi đường khác mà nó cứ đi theo mình nhá. Đấy, cứ chạy bộp bộp đằng sau thôi. Lũ A vẫn còn. Bom rồi. Có rồi. Địch mệnh nha. Ê vô luôn chứ. Team tôi bắn tệ quá. Team tôi được mấy ông này kiểu mới chơi hay sao. Mà top 2 7/9 ạ. Bó tay chấm com mà. Cái thằng tiến tiến CF kia nó lại đi theo mình xem. Cửa này. Lăng quá lăng quăng. Đục bê có này. Đang trong góc này. Mệnh lại 66 kìa. Thế mà đéo ăn được lốt thằng đấy ta. Tiếp nhìn cái tem tôi sợ thật đấy. Trên A kìa. Đừng nói là clear nha. Tưởng nó clear rất thì buồn cười. Đổi bên rồi anh em ạ. May quá vẫn là thắng một round. Đổi bên cái map này thì đi B cho ngon này anh em này. Cứ B mà dã thôi. Đây này có thằng này. À, chạy luôn chạy luôn chạy luôn.
Ôi trời, mà ghê chưa. Ây da, cũng headshot lại mình luôn này. Nhà B1 này. Rồi, hay rồi. B còn đấy. Rồi, C4 đi. Vẫn gần 50 kill rồi anh em ạ. Trận này có lý nào tôi phải làm 6x không? Phải làm 6x được ấy. Cố gắng. 7 round. Round này round thứ 8. Round này mà thắng là round thứ 8 rồi, còn còn 6 round nữa. Gỡ kìa. Ôi ôi, vẫn để nó gỡ luôn kìa. Ôi, chịu chịu chịu, bó tay luôn. Chịu cái tem này chịu đúng tề luôn. Không có gì gánh đỡ nổi. Mẹo hiểu kiểu gì luôn. Nó canh C4 mà để nó gỡ xong được mới bắn chết nó. Vào B này. Ôi này. Lỗ B1 nha. Làm gì đấy bạn? Hai nữa rồi. Béo đâu, hai kia nữa đâu? Bọn này nó ẩn ở đâu ấy? Ô, bọn này ẩn đâu ta? Bên này, bên này, bên này. C4 kìa. Ôi, hay quá. Mày vẫn lên được tôi, vẫn liếm được. Mẹ, tưởng thua nữa chết. Ui, 51 mạng. Top 2 bên tôi là 9-12. Quá là kinh, quá là ba đạo luôn. Địch mạnh em ít luôn mới ghê chứ. Tìm thủ hết nhà luôn. Mít mau có bắn chết hết luôn đấy. Lâu lâu mới gặp được những cái trận đấu kinh khủng cái này anh em nhờ. Kiếp đấy. Rồi còn không C4 luôn, không C4 thì ông làm gì kia. Ông mày ông 3V đây. Ôi trời ơi, C4 không C4. Úi trời ơi. Đúng chịu, bó tay thật. Bật ta mình nhìn cái tem chán thật. Rồi. C4 thì không C4, C4 cầm ra đấu luôn ạ. Lại thua. Đúng rồi, thánh đỡ. Không hiểu kiểu gì luôn. Mà là đẩy mít phát ra nào. Thằng SWAT nó có đi mít đâu. SWAT không đi mít nữa. Đây. HL có này. Mít gần này. Nè, thằng đồng đội lên đây rồi. Lên đây nó còn tươi như quả flash ạ. Bắn cái gì vậy? C4 cái đã. C4 cái phải tính tiếp anh em ạ. Top là ở B à? Ở B này, B này, B này. Ui giời ơi. Ý là thì liếm được top rồi. À, đồng đội liếm nhanh quá. Đó, chỉ được cái vét là nhanh thôi. Được, lần đầu tiên tôi bắn tanh tôi được nhiều kill như này đấy. Nếu mà hết trận 14 round khả năng tôi được 60 kill. Đỏ thì còn phải khả năng còn cao hơn. Nếu mà đỏ. Thằng tiến xếp này mẹ sao.
Đi đâu nó đi cùng nhở? Cậu bên này. A này rào rồi, ai rồi, ai đâu ta, ôi giời ơi quá thơm, mẹ lấy ở chết hai vạn thì tiếp anh em ạ, má đi đèn thế, chết rùa thật, má tưởng đâu kiếm được ít kin nữa mà đi chết hai vạn liên tục anh em ạ. Hơi đen. Chắc chắn là trận này 6x rồi. Gỡ làm mấy kin rồi. Mà tôi kiếm cố gọi là ép lên mà giờ tôi không dám ép nữa. Bắn thủ chắc lại xíu để liếm kin. Mà vừa ép láo hai phát bị bắt cả hai. Đây. Làm gì đây? Trời ơi. 61 kin rồi anh em ạ. À mà sấy thế không chết. Ủa trong B3 luôn này. B3. Một thằng nữa đâu. Lỗ A kìa. Xong 11 kin rồi anh em ạ. Không biết hết 14 hiệp này được bao kin đây ta. B. Hai. Một hiệp nữa. Uầy lần đầu tiên đấy. Lần đầu tiên mình bắn được cái miếng kin cao như vậy đấy. Mà bắn tanh nha, không phải bắn slip đâu. Slip thì mình bắn mình lên được 7x rồi. Ông tanker hôm nay mới là lần đầu tiên luôn mình lại bắn cái kin cao như vậy. Ôi giời ơi, vỡ mồm chưa? Ồ, quá phê luôn. Đúng là khẩu M4 này đỏ thật. Đúng là súng đỏ, bắn cũng đỏ. À, 1C, để tao đi láo. Vừa trong B có mấy thằng lút này. Check kỹ cái B này. Vừa bán B 3 thằng nhô đầu ra. 64 kin rồi. Trời ơi, phát cái lục tanker bản thân rồi. Quá kinh khủng. Cũng may là gặp cái team này, hai bên nó đều bắn yếu yếu ấy. Nó bắn ngon là ấy rồi. Là ngon là khả năng còn không được 5x. Cứ lúc ở đây rồi. Mẹ ở đâu bắn ấy. Lúc ở đây rồi. Bây giờ giữ mạng để hốt kin đây anh em ạ. Không láo được. Cửa B à? Hay quá rồi. Cửa B có hay sao á? Mà có hình xăm. Mau này. Trời ơi. Ai trồng khoai đất này. 65 mạng rồi. Trời ơi, quá phê. Thằng nữa ở đâu ta? Thằng này là thằng nào ta? À, tốt nó chết rồi. À, rào à, canh C4 à. Để đấy. Đây rồi. Ừ, tí nữa thì mình cũng hẹo luôn. Mày quá liếm được. 66 mạng anh em ạ. Ui, top 2, 12 chết 18. Một trận đấu quá kinh khủng. Ok, thôi clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau nha. Bye bye.